Hai nghi lễ văn hóa truyền thống được phục dựng là nghi lễ đám cưới người Sarai do đoàn nghệ nhân làng Kép, phường Đống Đa thực hiện và lễ mừng nhà rông mới do đoàn nghệ nhân làng Ốp, phường Hoa Lư phục dựng. Đây là những nghi lễ văn hóa truyền thống đặc sắc trong đời sống văn hóa, tinh thần và tâm linh của đồng bào Sarai. Thông qua việc phục dựng các nghi lễ truyền thống, bà con mong muốn bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc mình. Chúng tôi mong muốn tổ chức lại cái này để gìn giữ và lưu trữ cái phong tục tập quán của người đồng bào dân tộc thiểu số. Cái này thì để cho cái lớp trẻ noi theo giữ gìn được cái bản sắc của người đồng bào dân tộc thiểu số. Ý nghĩa của mừng nhà rông mới đó là sẽ già làng sẽ có thần linh và sẽ phù hộ cho dân làng cũng như phù hộ cho nhà rông mới được tốt tươi, mùa màng, bà con được hạnh phúc cũng như tất cả mọi người đều sung túc. Và qua đây thì để giúp cho dân làng, giúp cho các thế hệ trẻ giữ gìn truyền thống văn hóa cũng như truyền tải cho tất cả mọi người biết được truyền thống văn hóa của làng Ốp mừng nhà rông mới, để khách du lịch cũng như tất cả mọi người vào thưởng thức và cảm nghiệm. Đây sẽ là một truyền thống không thể mai một. Mỗi thành viên trong các đoàn nghệ nhân khi được tham gia phục dựng các nghi lễ văn hóa truyền thống đều cảm thấy rất tự hào vì đây chính là nguồn cội, là văn hóa của dân tộc mình. Như đôi bạn trẻ được lựa chọn tham gia phục dựng nghi lễ đám cưới của người Sarai cũng đã mong muốn sau này cũng sẽ được tổ chức đám cưới theo đúng phong tục của người Sarai. Xin hai bạn cho biết là về cái cảm nhận của mình khi mà được tham gia trong cái lễ phục dựng cái đám cưới của người đồng bào Sarai mình. Rất là vui ạ. Còn bạn? Em cũng cảm thấy rất là vui. Vì sao? Dạ, thời hiện nay, hiện đại thì những cái buổi lễ truyền thống như thế này thì rất là ít. Em mong rằng là sau này nếu mà có đám cưới thì em cũng mong là được diễn ra cái đám cưới lễ truyền thống như thế này. Còn bạn thì thế nào? Em cũng vậy. Các nghi lễ được phục dựng một cách công phu, bài bản, trình tự các bước và lễ vật cũng được chuẩn bị theo đúng phong tục truyền thống của người Sarai. Qua đó đã thu hút rất đông du khách đến thưởng ngoạn và giúp mọi người hiểu rõ hơn những nét văn hóa độc đáo đặc sắc trong đời sống của đồng bào Sarai. Qua xem cái buổi nghi lễ phục dựng lễ cưới của người Sarai thì tôi thấy cái phong tục rất là ấn tượng khi mà hai người con trai, người con gái muốn đến với nhau thì sẽ có một người mai mối đứng ra. Và họ có những cái luật mà đề ra ở trong quá trình nếu đã đồng ý đến cưới với nhau, về ở với nhau rồi thì nếu như sau này mà bỏ nhau thì người này phải chịu phạt bao nhiêu con bò hoặc là bao nhiêu một con heo rồi bao nhiêu bình rượu đấy. Nói chung là rất là hứng thú tại vì nó hoàn toàn là khác xa với cái những cái luật tục của mình á. Đây là lần đầu tiên tôi tới tham dự cái chương trình lễ hội phục dựng văn hóa nhà rông Tây Nguyên tại làng Ốp. Thì tôi rất ấn tượng với cái nét đặc trưng văn hóa và được nhìn thấy các cái bàn ở trong làng phục dựng lại một cách rất là bài bản, rất là công phu. Với đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên nói chung và Gia Lai nói riêng, các nghi lễ truyền thống đã trở thành những phong tục tập quán vô cùng tốt đẹp trong đời sống văn hóa của bà con các dân làng. Song dưới tác động của dòng chảy thời gian, những nghi lễ truyền thống này đang dần bị mai một. Thông qua hoạt động phục dựng các nghi lễ truyền thống sẽ góp phần quan trọng bảo tồn, phát huy và giới thiệu đến với bạn bè, du khách những giá trị đặc sắc về văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên.